Mục vụ tin và sống xin kính chào quý vị. Hôm nay chúng ta cùng suy gẫm câu chuyện đức tin, niềm vui và kho tàng. Theo một bản thống kê, thì hàng năm tại Hoa Kỳ có khoảng 60 triệu toa bác sĩ cho mua thuốc Valium. Valium hiện nay được xem là loại thuốc an thần công hiệu nhất. Nói chung, xem chừng như văn minh càng tiến bộ, con người càng bất an, niềm vui đích thực trong tâm hồn dường như đã vỗ cánh bay xa. Nhưng bình an và vui tươi là vấn đề sống còn của con người. Đạt được tất cả, có tất cả nhưng không có niềm vui trong tâm hồn thì sống như thế chẳng khác nào đã chết. Người Ai Cập thời cổ đại tin rằng khi chết, con người phải trình diện trước thần Horus để trả lời cho hai câu hỏi: ngươi có tìm thấy niềm vui không? Ngươi có mang lại niềm vui cho người khác không? Số phận đời đời của họ tùy thuộc vào cách họ trả lời cho hai câu hỏi ấy. Số phận đời đời của con người, tương quan của con người với Đức Chúa Trời tùy thuộc ở niềm vui của họ trong cuộc sống này. Một ngày kia, người ta hỏi nhạc sĩ Franz Josef Haydn tại sao ban nhạc tôn giáo của ông lúc nào cũng vui tươi. Nhà nhạc sĩ tài ba của thế kỷ 18 đã trả lời như sau: tôi không thể làm khác hơn được. Tôi viết nhạc theo những cảm xúc của tôi. Khi tôi nghĩ về Chúa Giê-xu, trái tim tôi tràn ngập niềm vui, đến nỗi các nốt nhạc như nhảy múa trước ngòi bút của tôi. Người tín hữu cơ đốc theo định nghĩa không thể không là người của niềm vui. Họ phải vui mừng bởi vì Đức Chúa Trời chính là gia nghiệp của họ, bởi vì tâm hồn của họ luôn luôn có Chúa. Trong quyển sách có tựa đề Những sự thuộc về Chúa Thánh Linh, Đức Giáo Hoàng John Paul II đã viết như sau: Chúa cứu thế Giê-xu đến để mang lại niềm vui cho con cái, niềm vui cho cha mẹ, niềm vui cho gia đình và bạn hữu, niềm vui cho công nhân và trí thức, niềm vui cho người bệnh tật, người già cả, niềm vui cho toàn thể nhân loại. Theo đúng nghĩa, niềm vui là trọng tâm của sứ điệp cơ đốc và là ý lực của phúc âm. Chúng ta hãy là sứ giả của niềm vui. Nhưng niềm vui không phải là một kho tàng có sẵn. Nó đòi hỏi phải được kiến tạo. Người ta kiến tạo niềm vui bằng cách làm cho người khác được vui. Càng chia sẻ, càng trao ban, niềm vui càng lớn mạnh. Mỗi một ngày chúng ta van xin người khác không biết bao nhiêu lần: xin vui lòng, chúng ta xin người vui lòng, nhưng chúng ta lại không muốn làm cho lòng mình vui lên. Nếu chúng ta muốn người khác vui lòng để ban ân huệ cho chúng ta, thì có lẽ chúng ta phải làm cho lòng mình vui lên bằng bộ mặt vui tươi hớn hở của chúng ta, bằng những chia sẻ vui tươi của chúng ta, bằng những nụ cười vui tươi của chúng ta, bằng những chịu đựng vui tươi của chúng ta. Philip đoạn 4 câu 4 chép rằng: hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa, hãy vui mừng đi. Amen.